Công an tỉnh Bình Thuận vừa triệt phá một vụ việc liên quan đến hành vi giam giữ trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản tại các cơ sở massage trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Vụ án này đã thu hút sự quan tâm của dư luận do liên quan đến việc ép buộc nhân viên massage phải ký giấy mượn nợ và bị giữ trái phép trong cơ sở. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, vào ngày 23 tháng 9, bà TTL, trú tại tỉnh Bình Thuận đã đến trình báo về việc con gái bà là HTT Hiện đang làm nhân viên tại một cơ sở massage và karaoke trên địa bàn, bị quản lý cơ sở yêu cầu gia đình đem tiền chuộc với số tiền lên đến 120 triệu đồng để được về nhà. Điều này đã khiến bà Lơ vô cùng lo lắng và thúc đẩy cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát hình sự đã lập tức triển khai lực lượng để ra soát và kiểm tra các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Kết quả điều tra nhanh chóng xác định HTT đang làm việc tại cơ sở massage kiêm nhà nghỉ HK nằm trên khu phố 13, phường Mũi Né khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, họ phát hiện không chỉ HTT mà còn có thêm 5 nữ nhân viên massage khác bị giữ trái phép trong khu vực dành riêng cho nhân viên tại cơ sở này. Các nhân viên bị nhốt vào một căn phòng có gác lửng, cửa sắt bên ngoài bị khóa chặt và không ai trong số họ được phép tự do ra ngoài mà không có sự đồng ý của quản lý. Qua điều tra ban đầu, công an xác định chủ cơ sở massage HK là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thành cùng nhóm quản lý đã tổ chức giam giữ các nhân viên bằng cách khóa cổng ngoài khu vực dành cho nhân viên và chỉ cho họ ra ngoài khi phải phục vụ khách massage. Cùng tham gia vào việc giám sát, khóa cửa là các nhân viên nam khác, bao gồm Lại Văn Cảnh, sinh năm 1999, Hà Minh Ý, sinh năm 2002 và Nguyễn Thái Cường, sinh năm 2003. Tất cả đều đóng vai trò canh giữ, kiểm soát việc đi lại của các nữ nhân viên. Đặc biệt, trường hợp của HTT được xác định là nghiêm trọng hơn cả khi cô này bị Thành ép buộc ký giấy mượn nợ với số tiền 120 triệu đồng do cô đang gặp vấn đề về sức khỏe và không thể phục vụ khách. Thành đã thu giữ điện thoại cá nhân của HTT, ngăn cản cô liên lạc với gia đình và giữ cô lại tại khu vực phòng nhân viên mà không cho phép cô ra ngoài. Không chỉ có cơ sở HK, Nguyễn Hữu Thành còn điều hành một cơ sở massage khác mang tên TD thuộc phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Theo kết quả điều tra ban đầu, cả hai cơ sở này đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật với hành vi giam giữ và khống chế nhân viên bằng cách buộc họ ký giấy mượn nợ, sau đó bắt họ làm việc để trả nợ thông qua số tiền bo nhận được từ khách hàng. Các nhân viên nữ tại đây không chỉ bị giam giữ mà còn phải phục vụ khách trong điều kiện bị giám sát chặt chẽ, đồng thời bị buộc phải trả nợ hàng ngày. Việc trả nợ này được ghi chép rõ ràng tại quầy lễ tân và những nhân viên có khoản nợ với Thành bị cấm rời khỏi cơ sở, thậm chí cả việc sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn cũng phải diễn ra ngay tại cơ sở massage. Vào ngày 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với hai cơ sở massage HK và TD của Nguyễn Hữu Thành. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giam giữ người trái pháp luật và ép buộc ký giấy vay nợ. Đồng thời, công an cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng liên quan. Vụ việc hiện đang được mở rộng điều tra nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật này. Việc triệt phá thành công vụ án không chỉ giải cứu được các nạn nhân mà còn cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và an toàn của người lao động, đặc biệt là những người làm việc trong môi trường nhạy cảm như các cơ sở massage, karaoke. Từ tháng 10 năm 2024, Nghị định 123-2024-NDCP quy định nhiều mức phạt mới liên quan đến sổ đỏ, bao gồm các hành vi chậm sang tên, tự ý sửa chữa thông tin trên sổ đỏ và chuyển nhượng đất không có sổ đỏ. Theo quy định, nếu chậm đăng ký biến động sau khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất, cá nhân có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Còn tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi. Mức phạt tối đa có thể lên tới 6 triệu đồng. Người dân có trách nhiệm đăng ký sang tên và nộp hồ sơ khai thuế trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm công chứng, nộp thuế trong vòng 10 ngày từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, người sử dụng đất chậm nộp hồ sơ khai thuế có thể bị phạt lên tới 25 triệu đồng theo Điều 13 Nghị định 125-2020-NDCP. Đặc biệt, cố tình chuyển nhận đất không có sổ đỏ sẽ bị phạt từ 30-50 đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và 60-100 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức. Hợp đồng chuyển nhượng này sẽ bị vô hiệu và bên mua phải trả lại đất cùng với việc nộp lại các lợi ích có được từ giao dịch vi phạm. Nghị định cũng quy định rõ, đất được phép mua bán phải có sổ đỏ, không có tranh chấp, không bị kê biên hay bị các biện pháp tạm thời khác và vẫn còn trong thời hạn sử dụng. Hành vi không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Đối với hành vi tự ý sửa chữa hoặc tẩy xóa sổ đỏ, mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Đồng thời, sổ đỏ bị sửa chữa sẽ bị thu hồi. Trường hợp sử dụng sổ đỏ giả để mua bán nhà đất có thể bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm giấy tờ giả sẽ bị tịch thu và toàn bộ kết quả thủ tục liên quan đến giấy tờ giả cũng sẽ bị hủy bỏ. Sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí đứng thứ hai thế giới, mức gây hại cho sức khỏe. Theo xếp hạng của IQ Air, vào lúc 7 giờ ngày 9 tháng 10, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội đạt mức 213, đứng thứ hai toàn cầu, thuộc ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người. Bụi mịn PM2.5 là chất gây ô nhiễm chính. Số liệu từ hệ thống quan trắc Palm Air cho thấy, một số khu vực như đội cấn, ba đình, Chùa Láng, Đống Đa đã ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí rất có hại cho sức khỏe từ 6 giờ sáng cùng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế tập thể dục ngoài trời, đóng cửa sổ để tránh không khí bị ô nhiễm, đeo khẩu trang khi ra ngoài và sử dụng máy lọc không khí trong nhà. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm ngày 10 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, Bắc Bộ sẽ có mưa giải rác, đặc biệt khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng mưa từ đêm ngày 14 đến ngày 17 tháng 10. Bắc Trung Bộ từ ngày 12 tháng 10 có mưa rào giải rác, trong khi Trung Trung Bộ có mưa rông cục bộ từ 11 cho đến ngày 13 tháng 10. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vào buổi chiều và tối. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất một loạt quy chuẩn mới cho sân tập lái xe nhằm khắc phục tình trạng nhiều cơ sở đào tạo lái xe thu nhận hàng nghìn học viên nhưng không đầu tư đúng mức vào sân bãi dẫn đến tình trạng lách luật. Theo quy định hiện hành, các cơ sở đào tạo lái xe có lưu lượng từ 1.000 học viên trở lên, có ít nhất 2 sân tập lái đạt chuẩn Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong thực tế, tại một thời điểm chỉ có khoảng 80 xe hạng B thực hành trên sân, tương đương với 400 học viên. Nhiều cơ sở đào tạo đã đầu tư phương tiện và giáo viên để đào tạo hơn 2.000 học viên, nhưng không đáp ứng đủ điều kiện về sân tập lái. Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh rằng cần thiết phải quy định rõ ràng về sân tập lái để tránh các trường hợp lách luật như hiện nay. Trong dự thảo nghị định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các cơ sở đào tạo phải bố trí sân tập lái phù hợp với lưu lượng và chương trình đào tạo, với nguyên tắc mỗi sân tập lái chỉ phục vụ tối đa 1.000 học viên. Sân tập lái phải được trang bị đầy đủ hệ thống biển báo, các tình huống học tập theo nội dung chương trình và kích thước đúng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Diện tích tối thiểu cho sân tập lái xe hạng B là 8.000 m2, hạng B và C1 là 10.000 10 m2, đối với hạng BCD cùng các loại xe kéo khác là 14.000 m2. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải còn đề xuất xem xét niên hạn sử dụng xe tập lái và xe sát hạch để hiện đại hóa cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho học viên khi thực hành trên những phương tiện còn mới và an toàn. Điều này là cần thiết vì người học lái chưa có đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn khi sử dụng xe cũ. Sáng ngày 8 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ánh Dương. Ông Dương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với bà Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Lê Opic, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Những thay đổi này diễn ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm ông Lê Ánh Dương, bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Âu Pích. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng xem xét và thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác. Đáng chú ý là nghị quyết về đầu tư công, bao gồm việc bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân cũng thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, chương trình Mục tiêu Quốc gia và đồ án quy hoạch đô thị chung, đô thị hiệp hòa đến năm 2045. Ngoài ra, một số nghị quyết về tài chính, ngân sách nhà nước và các chính sách hỗ trợ bảo tồn phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030 cũng được xem xét.